Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn ít ngày nữa là năm học mới 2024-2025 sẽ chính thức bắt đầu. Công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh triển khai trong suốt một tháng qua. Đáng chú ý, tại nhiều đơn vị trường học, các thầy cô giáo đã phải nỗ lực khắc phục hậu quả của các trận mưa lũ xảy ra với quyết tâm ngày khai trường sẽ trọn vẹn niềm vui. Phóng sự được thực hiện tại huyện Mai Sơn. Nằm tại vùng rốn lũ của huyện Mai Sơn, trường tiểu học Triềng Nơi chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, ước tổng thiệt hại trên 860 triệu đồng. Mưa lũ tràn về, kéo theo một lượng lớn đất đá đổ vào khuôn viên của nhà trường, làm hư hỏng toàn bộ tường rào, 19 phòng học, phòng chức năng, phòng ở bán trú của học sinh, cùng hàng trăm bộ bàn ghế của học sinh, giáo viên, hư hỏng nhiều thiết bị nhà bếp và hàng nghìn quyển sách vở, đồ dùng, thiết bị của giáo viên, học sinh. Ngay sau khi nước rút, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ đã được nhà trường gấp rút triển khai. Gần 500 ngày công đã được huy động để dọn dẹp khuôn viên nhà trường. Thì ngay sau khi nước rút, thì nhà trường, ban lãnh đạo nhà trường đã họp và huy động. Thứ nhất là huy động toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường. Thứ hai nữa là nguồn nhân lực là các đơn vị trường bạn. Và thứ ba nữa là các lực lượng, đoàn viên thanh niên, công an, dân quân của xã Triềng Nơi và phụ huynh học sinh dọn rửa trong lớp học, bàn ghế và nền nhà, thuê máy nổ về để bơm nước lên dọn rửa trong khu trường. Như vậy diễn ra trong vòng 2 tuần, cái việc mà dọn rửa là của nhà trường là phần bên trong. Cơn lũ đi qua đã hơn một tháng nay, song những vết tích vẫn còn in hằn trên những bức tường. Khoảng 700 mét khối bùn đất và các loại cây cối rác thải đã được dọn dẹp. Toàn bộ khuôn viên của nhà trường đã được cọ rửa sạch sẽ. Nhưng để bắt đầu một năm học mới, còn rất nhiều việc các thầy cô giáo phải làm. Hàng trăm bộ bàn ghế của học sinh và giáo viên đã bị hư hỏng, cần phải sửa chữa, thay mới. Bàn ghế dù đã được lau cả chục lần, vẫn chưa hết mùi hôi tanh của bùn đất. Toàn thể 42 cán bộ giáo viên, nhân viên của nhà trường đã được huy động đến trường từ cuối tháng 7 để khắc phục hậu quả mưa lũ. Khi lũ ập vào trường thì chúng tôi thấy tất cả các đồ dùng này, bàn ghế này, nhất là sách vở ở phòng thư viện thì trôi bồng bềnh ra giữa sân trường. Và sau khi đấy thì nhà trường, ban giám hiệu cũng họp và huy động tất cả các giáo viên, thanh niên trong toàn xã này, các đơn vị trường bạn nữa, phụ huynh học sinh nữa để đến khắc phục. Chúng tôi cũng khắc phục cả tháng nay rồi mới thấy sân trường sạch sẽ hơn chút thôi. Và riêng cái cơ sở vật chất thì cũng bị thiệt hại rất là nhiều. Để sẵn sàng chào đón các em học sinh tự trường, toàn bộ khu nhà ở của học sinh bán trú đã được dọn sạch bùn đất. Các thầy cô giáo phải tiến hành lau chùi nhiều lần để loại bỏ hết mùi hôi tanh của bùn đất, để không làm ảnh hưởng đến sức khỏe của các em. Toàn bộ chăn màn bị ngập trong bùn đất đã được loại bỏ, nhiều chiếc giường không thể sửa chữa. Từ nay đến ngày khai giảng không còn nhiều, các thầy cô giáo đang cố gắng hết mình đảm bảo nơi ăn nghỉ học hành cho hàng trăm học sinh bán trú. Để cho các cháu đến trường đảm bảo an toàn vệ sinh cũng như là an toàn về giao thông, thì nhà trường cũng đã khắc phục là rào lại cái hàng rào bị đổ vỡ, cũng như là chuẩn bị một số là đồ dùng nấu ăn cho các cháu học sinh, chăn màn quần áo thì cũng chuẩn bị đầy đủ để sẵn sàng cho các cháu đến ăn ở tại trường. Năm học 2024-2025, trường tiểu học Triềng Nơi có 6 điểm trường với tổng số 29 lớp trên 750 học sinh. Dẫu còn bộn bề khó khăn sau lũ, song với quyết tâm của ban giám hiệu và toàn thể cán bộ giáo viên nhà trường, toàn bộ học sinh lớp 1 đã từ trường từ ngày 20 tháng 8 và bắt đầu những buổi học đầu tiên. Trước ngày khai giảng và bắt đầu năm học mới, các thầy cô giáo vẫn đang tiếp tục khắc phục khó khăn, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để chào đón các em học sinh trở lại trường vào ngày 5 tháng 9. Còn tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tô Hiệu, công tác chuẩn bị cho năm học mới đã được nhà trường triển khai từ đầu tháng 8. Toàn bộ giáo viên, nhân viên đã được huy động đến trường thực hiện công tác lao động dọn dẹp vệ sinh môi trường, cảnh quan trường lớp, chuẩn bị các điều kiện để phục vụ công tác bán trú cho học sinh. Năm học này, nhà trường đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết cho học sinh.
Để đảm bảo sức khỏe cho các em học sinh trước khi bước vào năm học mới, nhà trường đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới toàn thể cán bộ giáo viên, nhân viên và phụ huynh học sinh về việc giữ gìn vệ sinh môi trường, lật úp các vật dụng chứa nước, không để muỗi sinh sôi nảy nở, tránh dịch bệnh phát sinh trong nhà trường. Nhà trường đã và đang khẩn trương hoàn tất mọi cái công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đồ dùng học tập để sẵn sàng cho năm học mới. Và một trong những việc làm đó là công tác vệ sinh trường lớp trong và ngoài lớp học được sạch sẽ và thoáng đãng bởi nhà trường đóng trên địa bàn của tiểu khu 3 và tiểu khu 20 là một trong những điểm nóng về dịch sốt xuất huyết trong thời gian qua của huyện Mai Sơn. Để chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới bắt đầu, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Mai Sơn đã chỉ đạo các đơn vị trường học rà soát lại toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất, tiến hành sửa chữa, nâng cấp hệ thống phòng học, phòng chức năng, phòng ở bán trú cho học sinh, đầu tư mua sắm, bổ sung trang thiết bị dạy và học, đảm bảo đủ mỗi lớp một phòng học, đáp ứng nhu cầu học tập 2 buổi trên ngày tại tất cả các cấp học. Ngành giáo dục cũng chỉ đạo các đơn vị trường chủ động làm tốt công tác tuyển sinh, nhất là tuyển sinh đầu cấp, đảm bảo chỉ tiêu năm học. Đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang trí khánh tiết, chuẩn bị sẵn sàng các nội dung cho ngày hội đến trường vào ngày 5 tháng 9. Nhà trường cũng đã tổ chức họp phụ huynh, ban đại diện cha mẹ học sinh đầu năm học, rồi họp phụ huynh ở các lớp để thống nhất về các khoản thu, các định mức thu dịch vụ theo nghị quyết 55 của tỉnh. Bên cạnh đó thì nhà trường cũng làm tốt các khâu chuẩn bị về cơ sở vật chất như là tu sửa, dọn dẹp vệ sinh các phòng học. Nhà trường đã tu sửa, dọn dẹp bếp làm sao để cho đúng với cái quy trình của bếp một chiều để đảm bảo nấu ăn an toàn nhất cho các cháu trong năm học. Năm học 2024-2025, huyện Mai Sơn có 59 đơn vị trường học từ bậc mầm non tới trung học cơ sở, trong đó có 26 trường mầm non và 33 trường phổ thông, 6 trường tiểu học, 3 trường trung học cơ sở, 24 trường tiểu học và trung học cơ sở, với tổng số trên 2.200 cán bộ giáo viên và trên 42.500 học sinh. Nhìn chung, hệ thống cơ sở vật chất trường lớp học tại các địa phương trên địa bàn huyện Mai Sơn cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học của các đơn vị trường. Năm học này, huyện Mai Sơn được bố trí 12 tỷ đồng để xây mới, sửa chữa, nâng cấp hàng chục phòng lớp học, phòng chức năng cho 5 đơn vị trường học. Các đơn vị thi công đang gấp rút hoàn thành các hạng mục cuối cùng trước khi học sinh bắt đầu năm học mới. Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu phối hợp chỉ đạo việc thực hiện sửa chữa, chỉnh trang, tăng cường bổ sung cơ sở vật chất cho các nhà trường, thăm hỏi động viên học sinh và gia đình học sinh, những học sinh bị ảnh hưởng, bão lũ, xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng chính trị, bồi dưỡng thường xuyên chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý và giáo viên toàn ngành. Năm học mới chuẩn bị bắt đầu trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, nhất là khi huyện Mai Sơn là địa phương bị thiệt hại nặng nề do thiên tai và dịch bệnh. Tuy nhiên, để chuẩn bị tốt nhất cho năm học mới, huyện Mai Sơn đã chỉ đạo ngành giáo dục huy động mọi nguồn lực, nhân lực, vật lực để giúp đỡ các đơn vị trường bị ảnh hưởng do thiên tai, bão lũ, khắc phục khó khăn trước mắt, đảm bảo tất cả học sinh được đến trường theo đúng kế hoạch. Đồng thời chỉ đạo các đơn vị trường nằm trong vùng dịch làm tốt công tác vệ sinh môi trường, phun độc khử trùng, tiêu diệt loang quang, bọ gậy, không để muỗi phát sinh gây bệnh tại các trường học, đảm bảo môi trường an toàn cho học sinh tới lớp. Đầu tháng 8 thì chúng tôi đã triển khai đến tất cả các đơn vị trường học trên địa bàn huyện, đặc biệt là các đơn vị trường học vừa rồi đã ảnh hưởng lũ bão, khẩn trương triển khai ngay các công tác chuẩn bị. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cái trường đã chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đón trẻ đến trường. Riêng trên địa bàn thị trấn Hát Nót thì có một số các điểm trường nằm trong khu vực vùng dịch thì chúng tôi sẽ triển khai đồng bộ hai cái giải pháp. Thứ nhất là chỉ đạo các cái trường dọn dẹp vệ sinh, lật úp các cái thiết bị đựng nước để đảm bảo là không có loang quang bọ gậy muỗi. Thứ hai là tổ chức phun khử khuẩn, diệt muỗi trước khi tổ chức đón học sinh nhập trường. Đến thời điểm này, 100% các đơn vị trường trên địa bàn huyện Mai Sơn đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng bước vào năm học mới. Với sự chủ động tích cực của các đơn vị trường học, tin tưởng rằng những khó khăn sẽ dần được khắc phục và trở thành động lực phấn đấu, giúp thầy và trò của huyện Mai Sơn gặt hái được nhiều thành công mới, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ năm học 2024-2025 đã đề ra.